chuyên Việt cảnh báo điều này, nhất thiết VFF phải giữ bằng được huấn luyện viên Park Hang-seo. Thưa các bạn, VFF đang bắt đầu đàm phán gia hạn với thầy Park. Khả năng chúng ta thành công là rất lớn vì đôi bên đều có tình cảm với nhau và Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng biết cần phải nâng lên các mức đãi ngộ ra sao cho phù hợp. Chia sẻ về tính bức thiết của việc giữ chân thầy Park, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải nói trường hợp của ông Park Hang-seo không phải một bản hợp đồng bình thường như các huấn luyện viên trên thế giới hay những huấn luyện viên từng làm ở Việt Nam nhiều năm qua. Vì chúng ta thấy rất rõ, từ khi ông Đức mang ông Park về đã làm thay đổi hàn bộ mặt bóng đá Việt Nam. Có rất nhiều trung tâm bóng đá trẻ mọc lên, sự cuồng nhiệt của khán giả trên khán đài, Felix cũng phát triển, giải hạng nhất cũng có tài trợ, người hâm mộ ra đường thể hiện tình yêu bóng đá rất nhiều thứ, công đó là của ông Park Hang-seo. Trường hợp của ông Park không phải vấn đề chuyển nhượng theo kiểu hợp đồng thông thường nữa, kể cả các trường hợp nổi tiếng nhất trên thế giới. Vì thế chuyện giữ ông Park ở lại Việt Nam là điều đương nhiên, những người có trách nhiệm phải làm và về phần tình cảm, chắc ông Park cũng không muốn rời đi, Việt Nam đã hồi sinh ông ấy. Hai bên đều có những sự thống nhất chung, dứt khoát, chúng ta không thể để ông Park già đi và có lẽ ông Park cũng sẽ không già đi, nhất là khi cũng đã có những lời hứa hẹn rồi. Những ngày qua, có không ít tin đồn về tương lai của huấn luyện viên Park Hang-seo. Có thông tin cho rằng, một câu lạc bộ Trung Quốc sẵn sàng trả thầy Park mức lương lên đến 150.000 USD tháng, hay một câu lạc bộ Malaysia sẵn sàng trả mức lương 100.000 USD tháng. Thậm chí, Thái Lan cũng bị đồn muốn chiêu mộ huấn luyện viên tuyển Việt Nam, nhưng sau đó liên đoàn bóng đá nước này đã lên tiếng phủ nhận dù mọi thứ mới chỉ dừng lại ở mức tin đồn, nhưng thực tế chỉ ra rằng một huấn luyện viên tài năng, nổi tiếng như thầy Park luôn nhận được rất nhiều lời mời chào. Đấy là chưa kể, môn vàn yếu tố khác có thể phát sinh dẫn tới việc huấn luyện viên Park Hang Seo không gia hạn hợp đồng với Việt Nam. Trong trường hợp xấu nhất, bóng đá Việt Nam sẽ thế nào? Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải tiếp đặt giả thuyết, ví dụ Hàn Quốc, thiết tha gọi ông ấy về, thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Sự thiếu vắng thầy Park với bóng đá Việt Nam sẽ làm nền tảng niềm tin của người hâm mộ, người làm bóng đá Việt Nam lung lay. Những thành công của ông Park rất lớn, như ông tướng ra trận trăm trận trăm thắng ấy. Ông ấy đã tạo ra được cách làm rất cơ bản. Nếu ông Park già đi thì là thiệt hại rất lớn với bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ sẽ có những vấn đề tiêu cực bị quay trở về tình trạng như trước khi ông ấy tới. VFF, người hâm mộ sẽ hụt hẫng, cảm thấy mất mát lớn chúng ta sẽ thấy tác động rất lớn nếu ông park ra đi vì thế việc gia hạn hợp đồng sắp tới với ông park không thể chỉ tính bằng tiền được tuy nhiên đứng ở góc nhìn khác huấn luyện viên nguyễn thành vinh lại cho rằng nếu chúng ta mất thầy park thì ảnh hưởng cũng không quá lớn nhưng phải là trong trường hợp tìm được người thay thế chất lượng trên thế giới thường một huấn luyện viên cũng không làm quá lâu tại một đội bóng cũng đến lúc nào đó huấn luyện viên cảm thấy lực lượng con người đạo đức không còn phù hợp với họ thì sẽ rời đi, dù có nhận lương cao đi nữa, đến lúc nào đó, ông Park cũng già đi thôi. Có thể là lúc ông ấy thấy bóng đá Việt Nam không thể phát triển lên nữa, ví dụ như lực lượng trẻ của chúng ta phát triển không tốt, không có lực lượng kế thừa chẳng hạn, người ta vẫn nói có bột mới gột nên hồ, lực lượng cầu thủ là bột, phải tốt thì huấn luyện viên mới nhào nặn ra cái bánh ngon được. Từ góc nhìn đó, tôi nghĩ nếu đầu năm tới thầy Park có đột ngột không hợp tác nữa thì cũng không ảnh hưởng lớn, nếu chúng ta tìm được một huấn luyện viên khác trình độ tốt, với mức lương chúng ta dự định trả cho ông Park ở hợp đồng mới thì tôi nghĩ sẽ có nhiều huấn luyện viên chất lượng nhận lời đến Việt Nam. Nhưng tôi vẫn nói, chúng ta nên thuê huấn luyện viên Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, dĩ nhiên là phải giỏi, từng dẫn dắt các câu lạc bộ trong nước hoặc cấp đội tuyển quốc gia thành công, những người như thế sẽ am hiểu bóng đá châu Á hơn trong tay chúng ta đang có bột thì họ sẽ gột nên hồ thôi. Nhưng chúng ta đừng quá lo lắng. Tôi cho rằng ông Park sẽ còn ở Việt Nam lâu, vì đất nước chúng ta quá tốt với ông ấy, quá thân thiện, tạo mọi điều kiện để ông Park phát triển tài năng. Muốn thế nào thì ông Park Hang Seo cũng sẽ ở lại ít nhất là 3, 4, năm nữa khi lứa quang hải già đi mà không có cây cận. Vì thế, chúng ta cũng cần thúc đẩy các lứa cây cận phát triển hơn nữa, chứ nếu không có tài năng nào thì khó giữ chân ông Park. Liên đoàn bóng đá Thái Lan thừa nhận không quan tâm đến huấn luyện viên Park Hang-seo. Với tình cảm lớn dành cho Việt Nam, khả năng thầy Park đến Thái Lan cũng là cực thấp. Nhưng đặt giả thuyết, nếu đầu năm 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo sang xứ chùa vàng làm việc, rồi dẫn dắt voi chiến tái ngộ Việt Nam, thì sẽ như thế nào? Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nêu quan điểm. Giả dụ, nếu ông Park nhận lời về với bóng đá Thái Lan, rồi dẫn dắt voi chiến tái ngộ Việt Nam, thì giống như việc một người hiểu quá rõ chúng ta, chống lại chúng ta. Khi đó, ông Park sẽ có những giải pháp đánh bại Việt Nam ngay lập tức. Tôi có thể khẳng định được điều đó. Tất nhiên, là giả tưởng thôi, nhưng nó sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng ta. Tuy nhiên, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh lại cho rằng, trong bóng đá có chuyện hợp người, hợp đất. Thầy Park có thể rất thành công ở Việt Nam, nhưng nếu đi nơi khác, hoặc sang Thái Lan, không chắc đã phù hợp và thành công, tôi vẫn nghe thông tin Thái Lan, họ không hề quan tâm đến huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng giả dụ như họ muốn và thật sự chiêu mộ được thầy Park thì là một vấn đề rất thú vị, đó là sự tranh chấp, không chỉ về trình độ cầu thủ hai nước mà còn ở khả năng huấn luyện viên hai đội tuyển. Thái Lan đã tìm kiếm huấn luyện viên rất nhiều, có rất nhiều người tài nhưng cũng không làm tốt, biết đầu ông Park chỉ hợp ở Việt Nam có khi sang nơi khác chưa chắc đã hợp đầu